mà cái bà thầy tiên này có món ngon vậy mà bây giờ bà mới nói, không nói sớm cho người ta ăn. Hello mấy bà, thì bữa nay mấy bà thấy là bánh mì sandwich nè, rồi thấy thêm chà bông nữa, rồi cái hũ sa tế là mấy bà biết là tôi quay món gì rồi đúng không? Đúng, chính xác, chính là cái món bánh mì mà hoa hậu Thị Tiên ăn rồi. Xong rồi nhìn nó đơn giản, nó bình thường mà sao mà khen dữ vậy? Hot rần rần luôn. Trời ơi, tao nói đi lẻ mà chủ đích không kịp với mấy bà luôn á. Hối quá trời hối, bữa nay tôi phải ăn. Tiên ba cái này là 190.000. Thì tôi thấy là mắc không ta? Không, tôi không biết mắc không nữa. Khỏi hỏi nó mắc không đi. Tôi thấy là món trend, tôi thấy là thôi kệ, tôi không thấy gì hết. Tôi tính nói là tôi thấy mắc rồi, tôi thấy rẻ, nhưng mà tôi nghĩ lại tôi không biết nó mắc hay rẻ, thôi tôi không nói đi. Nói chung là 190.000 đó, ai mà có tiền thì mua ăn, ngồi ăn có tiền thì thôi. Chứ nói vậy ác quá, không phải tôi nói vậy chứ. Quay mút bay mà sợ mắc lòng. Sợ mắc lòng không có dám nói, thôi ăn đi. Đây, hủ sa tế đây. Mở ra thì nghe rất là thơm nha. Wow, ui nó mịn lắm. Cái sa tế này cái nó siêu mịn luôn. Nó mịn giống như là mứt vậy đó. Nếu mà không nghe mùi tôi tưởng cái này là mứt dâu á. Mứt bảy ngọt ba mặn nè. Nhưng mà thơm lắm. Và nó mịn lắm. Còn cái chà bông mà đúng như hoa hậu Thùy Tiên ăn á, là cái chà bông giòn á mà tôi tìm mua không có mấy bà ơi. Cho nên là tôi mua đỡ cái chà bông này cũng được. Mấy bà mà biết ở đâu bán cái chà bông giòn mấy bà chỉ tôi với nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ bỏ vô cho mình lên. Bây giờ tôi sẽ quét lên. Ôi cái màu nó đẹp quá. Cái màu nó đẹp thiệt chứ không phải giỡn đâu trời. Mình vừa có cái vừa có cái nước vô thì nó mới ngon. Rồi mình sẽ bỏ chà bông lên. Wow, thèm quá rồi. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Mời mấy bà nha, tôi cũng rất là hồi hộp luôn. Người ta ăn cái món này người ta cảm nhận đồ này kia, tôi ăn được cái tôi ngon liền. Trời ơi, ăn một cái là ngon liền. Với lại là nhiều người khen quá, nên là tôi biết cái chắc nó ngon quá. Cho nó bụng nữa. Ôi, nó ngon bưng cái đầu luôn á. Cái đầu giật giật bưng bưng luôn á. Nó không có bị mặn quá bà ơi. Kiểu như là tôi bỏ rất là nhiều mà nó không bị mặn, nó đậm đà hơn. Cái chà bông nó cũng không mặn, mà sa tế nó cũng không mặn mấy. Ngon. Mà cái bà thầy tiên này có món ngon vậy mà bây giờ bà mới nói, không nói sớm cho người ta ăn. Lúc đầu tôi thấy bà ăn tôi tưởng lúc đầu là nó sẽ bị cay. Mình thấy đỏ quét rồi. Nhưng mà này không phải sa tế, không phải sa tế ớt. Này giống như sa tế tôm hay là gì đó. Nghe có mùi giống như mùi mắm ruốc nữa. Vừa mở ra thì nghe mùi sa tế giống như là trong mấy cái gói mì tôm á. Mấy gói dầu trong cái mì tôm. Xong rồi ăn vô cái thì nghe giống như mùi mắm ruốc. Mặn mặn ngọt ngọt. Mà ngọt nhiều hơn mặn. Miếng nữa nha. Nó có một cái vị vừa phải lắm. Ăn dễ chịu lắm. Ăn hạnh phúc lắm. Không có cay. Không có ai thích ăn cay là không thích cái này nha. Không có một xíu vị cay nào luôn. Bây giờ tôi sẽ kẹp y chang như nãy. Xong rồi tôi bỏ thêm ớt chuông vô nữa. Nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi mấy bà ơi. Trời ơi, nó thêm cái sự vị ngọt của ớt này, nước rồi nó tưới ra nữa. Trời ơi mấy bà ơi, đẹp quá à. Nhìn hấp dẫn quá à. Chưa có ngon, chưa có hợp. Mà mình sẽ biết tự ra, sẽ biết ớt rồi đó, ớt rồi đó. Nó không có ngon mấy, nó cũng y chang ăn xong mà. Nhưng mà nó không dở nha. Ớt chua nè. Chấm vào trên này ăn hợp hơn.
Hả? Ở bình thường. Ủa ngon mà. Nhưng mà em thấy cái vị nó như thế nào? Không biết nữa. Không biết nữa. Không. TikToker tương lai đó. Nhà sáng tạo rộ dung quá. Ăn bút ban em bình thường. Em thấy cái vị em bình thường. Em, nhưng em mô tả đi. Nó bình thường. Ok, mời mấy ông mấy bà nha. Thử. Rồi. Sao? Cũng cho tiếng không em? Ừ. Vậy mà cũng dán nó kêu bình thường. Phải kêu đúng người. Đúng rồi. Trời ơi, bút ban rồi, kêu không đúng người. Ừ. Trời ơi, bút ban là mới kêu. Người ta nãy giờ ta tưởng vợ diễn không đó. Tưởng đây là diễn. Ừ. Giang thì kêu không muốn cắt cảnh ra ghê luôn á. Cắt ra đi. Ừ, để rồi. Chồng. Đúng rồi. Ừ, ngon vậy. Ngon không? Ừ. Nó ừ, ngon quá à. Nó ngon một cách dễ chịu. Ừ. Nhưng mà chồng có nghe mùi mắm ruốc không? Dạ. Vậy mỗi người mỗi cái vị khác nhau à. Nó ngọt cái kiểu gì á? Nó lạ đó mọi người, nó không phải ngọt gắt nha. Nó ngọt ngào. Ngọt ngào.